Rùa con tìm nhà. Ngoài kia có gì thú vị không nhỉ? Thôi, ra ngoài ấy nhỡ làm sao thì chết. Cứ ở đây cho yên tâm. Ủa, chuyện gì thế? Trời ơi, xem kìa, chiếc lá che chắn cho mình bị rách rồi. Phải làm sao đây? Mệt quá rồi, thôi về nhà nghỉ ngơi đi. Ừ, về thôi. Đúng rồi, mình cũng về nhà thôi. Đây là chiếc lá che nắng cho mình thôi mà, đâu phải nhà mình. Tìm nhà về nghỉ thôi nào. Đi nào. Ủa, nhưng mà mình ở đâu nhỉ? Giờ biết về đâu bây giờ? Kia có một ngôi nhà. Hay đó là nhà mình nhỉ? Thử lại xem sao. Nhà này ở cao quá, làm sao mình lên được nhỉ? Hay gọi các bạn ở đó giúp xem sao. Các bạn ơi, các bạn ơi, các bạn ấy chẳng nghe thấy mình. Phải làm sao đây nhỉ? Đúng rồi. Nào, không lên được trên đó thì hút cho cái nhà kia rơi xuống đây là được. Chuyện gì thế nhỉ? Xem kìa, là con rùa đang phá nhà của chúng ta. Phải cho nó một trận mới được. Vô cớ lại kiếm chuyện à. Này này, cái tên rùa kia, làm gì đấy hả? Dám phá nhà của chúng ta hả? Để chúng ta đốt cho chừa đi. Ê, ê, các bạn đừng nóng. Ây da, cái mai của cậu ta cứng quá, đau quá. Ôi trời ạ, mấy bạn ông bé mà dữ quá. Tí nữa thì mình bị đốt cho rồi. Phen này biết đi tìm nhà ở đâu đây? À, xem kìa, đằng kia có một ngôi nhà kìa. Đây chắc hẳn là nhà của mình rồi. Nó rất vừa vặn và lại không ở trên cao. Này này, sao cậu lại định vào nhà tôi làm gì thế hả? Định trộm cắp gì phải không? Ờ, không không, tôi không có định trộm cắp gì. Nhưng đây là nhà của bạn hả? Chứ sao nữa, thế không có ý đồ gì thì sao bạn lại đến trước nhà tôi và định vào đây làm gì hả? Tôi đang đi tìm nhà của mình. Tôi tưởng rằng nhà kia là nhà của tôi nên tôi mới... Ôi trời ạ, nhà của mình ở đâu mà còn không biết. Đây là nhà của tôi nha, cậu đi chỗ khác đi. Tôi nhảy cao chưa này? Tôi nhảy cao hơn. À, đúng rồi, lúc trước mình cũng ở cạnh cái ao nước, nên chắc chắn nhà của mình cũng ở dưới nước rồi. Xuống dưới nước như các bạn cá kia xem mới được. Các bạn cá ơi, các bạn có biết nhà tôi ở đâu không? Chỉ cho tôi với. Ủa, rùa đó ư? Xin lỗi, chúng tôi không biết nhà bạn ở đâu cả. Chúng tôi chỉ quanh quẩn ở khúc sông này nên cũng không biết gì nhiều. Hay, tôi đi tìm mãi mà chả thấy nhà mình ở đâu cả. Tôi đã tìm khắp trên bờ rồi. Để tôi đi một vòng tìm dưới nước xem. Chắc không có nhà mình ở đây rồi. Mình bơi một tí mà đã thấy mệt quá à. Phải lên bờ lại thôi. Rốt cuộc nhà mình ở đâu đây? Mình bơi mãi, mỏi mệt rã rời rồi. Thôi, nghỉ một tí đã, rồi đi tìm nhà tiếp vậy. Trời tối rồi, về thôi các con ơi. Cáp cáp, cáp cáp, về nhà nào, về nhà nào. Tối rồi, mình vẫn chưa tìm thấy nhà. Giờ thì mình biết về đâu đây? Sao ông trời lại bất công với mình như thế? Tất cả muôn loài đều có nhà, riêng mình thì không. Hehehehe.
Kìa, bạn rùa, sao bạn lại vừa đi vừa khóc thế? Chào bạn ốc sên, bạn đang đi đâu thế? Hay bạn cũng đang đi tìm nhà giống tôi? Tôi đi tìm nhà của mình mãi mà chả thấy đâu, giờ chẳng biết đi đâu về đâu cả. Ồ, bạn đi tìm nhà ư? Đúng vậy, tôi đi tìm nhà của mình khắp nơi rồi, từ trên cao xuống đất, đến cả dưới sông nữa cơ. Tôi tìm mãi mà vẫn không thấy nhà của mình đó, ốc sên ạ. Ồ, có lẽ nhà của bạn ở gần quá nên bạn mới không thấy đó. Đâu? Bạn bảo nhà tôi gần đây rồi ư? Chỗ nào? Chỗ nào vậy? Là chỗ bụi rậm kia sao? Hay đống rơm kia? Ồ, mình nghĩ không phải vậy. Ờ, bạn vừa bảo ở gần mình mà. Thế là sao? Bạn hãy nhìn lại phía sau lưng mình xem sao. Sau lưng mình ư? Có chiếc mai của mình thôi mà. À, mình hiểu rồi. Chiếc mai của mình. Đây chính là ngôi nhà của mình. Đúng đó, cái mai của bạn chính là ngôi nhà của bạn đó sao? Nó giúp bạn trú chân và yên tâm có giấc ngủ ngon còn gì. Và lúc nào nó cũng bảo vệ bạn khỏi mọi hiểm nguy. Cảm ơn bạn ốc sên nha. Nhờ bạn mà tới bây giờ mình mới tìm ra được ngôi nhà của mình. Quá ra cứ mãi miết tìm kiếm đâu xa, nhà chính là ở ngay trên lưng tôi đây này. Nó bảo vệ tôi lúc hiểm nguy và cho tôi giấc ngủ ngon. Đúng rồi, chẳng phải bạn cũng có ngôi nhà của bạn ngay trên lưng đó sao? Ừ, đúng rồi. Quá ra hạnh phúc luôn rất gần với chúng ta mà đôi khi chúng ta không nhìn ra được. Lời ước năm 14 tuổi. Chúng ta đến hồ bán nguyệt đi. Hôm nay trăng tròn quá, cậu sẽ ước gì nào? Nhanh lên, ở ngoài hồ đang đông lắm đấy. Sao hôm nay nhiều người ra đường chơi vậy cậu nhỉ? Chắc là do hôm nay trăng thanh gió mát. Không phải, cậu không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Hôm nay là rằm, mà làng của tớ có tục lệ, cô gái đến 15 tuổi vào trăng rằm tháng 5 mà cứ đến hồ bán nguyệt ở đầu làng mình rửa mặt và nói lên điều nguyện ước của đời mình dưới ánh trăng, thì lời nguyện ước của các cô gái sau này đều ứng nghiệm đấy. Cậu nói thật ư? Lại có lời ước đó thật ư? Thật chứ. Năm sau chúng ta tròn 15 tuổi rồi, chúng ta sẽ được đến hồ bán nguyệt và nguyện ước thôi. Tớ đang hồi hộp lắm đây. Lúc đó tớ sẽ ước điều ước cho riêng tớ để nó có thể linh nghiệm. Liệu lời ước ấy có thành sự thật không nhỉ? Tất nhiên, có nhiều trường hợp thành sự thật rồi. Đó là do cậu không biết đó thôi. Như chị Hoa, con bác Vân ở cạnh nhà tớ. Lần đó chị ước sẽ đỗ đại học, rồi chị vào đại học luôn. Rồi chị Quỳnh nữa, cũng ước sẽ kiếm được nhiều tiền. Giờ thì chị ấy giàu nhất làng rồi. Có thật vậy ư? Kia chẳng phải là chị Ngân vốn bị mù sau vụ tai nạn ở cạnh nhà mình sao? Chị ấy đi đâu vậy nhỉ? Chị Ngân, chị đi đâu vậy? Tối tăm thế này chị đi một mình nguy hiểm lắm. Liên đấy à, chị đang ra hồ bán nguyệt. Mẹ chị không có nhà nên chị đang lên đường để ra hồ. À, năm nay chị tròn 15 tuổi và đang muốn ra hồ để nguyện ước đúng không ạ? Đúng vậy, chị nghe nói lời ước của mọi người sẽ thành sự thật nên chị rất muốn đến đó. Chị muốn được nói lên lời nguyện ước của mình dưới ánh trăng. Nhưng đường còn xa lắm mà trời tối thế này. Hay để em đạp xe chở chị đến hồ nhé. Hôm nay em rảnh lắm, bài tập em làm xong hết rồi.
em sẽ chở chị đến đó. Chị cảm ơn, nhưng chị đi được. Em về đi, kẻo bố mẹ em lại mong. Em đèo chị đến hồ về, sẽ lại bị muộn mất. Không, đường còn xa lắm, chị đừng ngại. Cứ để em chở chị đi, vẫn còn sớm mà. Hơn nữa, để chị đi một mình thế này, em không yên tâm. Chị cảm ơn, Liên vừa xinh xắn lại tốt bụng nhỉ. Cảm ơn em nhé. Đến rồi, mình đứng chỗ này cho rộng đi chị. Phía trước mặt chị là hồ đấy. Chị chắp tay và nói lên lời ước của chị đi. Cảm ơn em nhé. Mọi người đang nô nức ước nguyện kìa. Giá như chị có thể nhìn thấy cảnh này, chắc vui lắm nhỉ. Chắc hẳn chị ấy sẽ ước rằng đôi mắt của chị ấy có thể sáng trở lại. Chị ấy có thể nhìn được như ngày xưa. Tội chị ấy quá, chị ấy đẹp thế kia mà. Con ước con sẽ đạt điểm cao vào kỳ thi tuần tới. Ước gì con sẽ có thật nhiều tiền. Con ước rằng sau này con sẽ trở nên xinh đẹp. Cháu tên là Ngân, năm nay cháu vừa tròn 15 tuổi. Cháu xin cầu nguyện cho bác Hoa cạnh nhà cháu luôn khỏe mạnh, chồng của cô sớm khỏi bệnh, chân đi lại bình thường được ạ. Ô kìa, sao mình tưởng chị ấy sẽ ước nguyện cho chị ấy đầu tiên chứ. Cháu cũng mong hai em Hường và Tiến sẽ được đi học đầy đủ. Chị cảm ơn Liên đã chở chị đến hồ nhé. Hôm nay chị rất vui em ạ. Dạ, không có gì đâu chị ạ. Nhưng em có một điều muốn thắc mắc. Trong khi mọi người ai ai cũng dành lời ước cho bản thân của mình, thì chị lại ước sức khỏe và bình an cho gia đình chú Khánh vậy ạ. Em ạ, nhà chú Khánh xóm mình là nghèo nhất làng. Năm ngoái khi chị Hoa, con gái chú Khánh tròn 15 tuổi, đêm rằm tháng giêng, bố chị ấy đổ bệnh, chị ấy phải chăm sóc bố suốt đêm. Khi trăng lên, biết mình không có cơ hội nói điều ước thiêng liêng, chị ấy đã khóc như mưa và rất tiếc nuối. Nay bố chị ấy vẫn bệnh, chị ước thay cho chị Hoa. Hơn nữa, chị Hoa đối xử rất tốt với chị, nên chị muốn dành điều ước đặc biệt này cho gia đình chị ấy. Em hiểu rồi ạ. Chị thật là cao cả, chị Ngân ạ. Ngày này năm sau, em sẽ đến hồ và em sẽ dành lời ước đặc biệt của em cho chị. Em sẽ ước cho đôi mắt của chị được lung linh như trước kia, sẽ ước cho chị khỏe mạnh, bởi chị hoàn toàn xứng đáng với những điều tốt đẹp ấy, chị Ngân ạ. Và đó cũng chính là điều ước năm 14 tuổi của Liên. Đêm trăng tròn hôm nay đủ ấm áp để sưởi ấm trái tim cô bé bằng tình người và sự yêu thương. Bầy cá heo và cá trích. Trời ơi, sắp có biển lớn đến nơi rồi. Từ khi tôi sinh ra chưa từng thấy nước biển phân đôi màu thế này. Nước này có vẻ hơi nóng, gớm quá đi, đúng là dòng nước yêu quái. Đã lâu lắm trời không mưa xuống, không khí thì ngột ngạt. Chúng ta thường xuyên phải ngoi lên mặt nước thở. Giờ lại xuất hiện dòng nước yêu quái này, không biết có sống sót được không nữa. Mấy anh chị cá tôm này rõ là chẳng biết gì. Dòng nước yêu quái gì chứ? Đó là dòng hải lưu nóng chảy về đấy thôi. Đó là dấu hiệu tốt cho chúng ta đấy. Chúng ta sắp không phải chịu thời tiết nóng bức này nữa rồi. Ôi, anh cá trích đấy hả? May quá, có anh tới đây. Vừa lúc chúng tôi đang thắc mắc chuyện này. Hải lưu nóng là sao hả anh cá trích? Anh thông minh, hiểu biết, có thể nói cho chúng tôi biết không? Anh vừa nói dòng nước này không phải là dòng nước yêu quái, vậy nó là gì thế? Mọi người đúng là chẳng hiểu gì. Gió mùa đẩy theo dòng biển nóng ngày tới, chẳng mấy chốc sức nóng sẽ khiến nước bốc hơi, tạo ra khí ẩm cho mưa xuống. Thời tiết gần đây nắng nóng liên tục không có mưa, không khí ngột ngạt khó chịu. Chúng ta ai cũng đều mệt mỏi cả rồi. Cũng may là có dòng hải lưu này tới, chẳng mấy nữa mưa xuống là tha hồ mát mẻ rồi. Theo tình hình này thì chắc chắn sẽ là một trận mưa rất lớn đấy.
vậy ư? Ôi chao, nghe kiến thức này thật là hàn lâm quá ạ. Sao anh cá trích biết được điều đó nhỉ? Ôi, đúng là có mưa thật rồi này. Chúng ta đã đợi mưa bao nhiêu lâu chứ? Anh cá trích nói chỉ có đúng thôi. Kỳ diệu thật đấy. Anh ấy vừa nói mưa xuống là mưa xuống liền. Mát quá đi. Chúng ta chờ cơn mưa này đã 2 tuần nay rồi. Được tắm mưa thật sảng khoái. Cơn mưa to thật. Anh cá trích giỏi thật đấy. Cái gì cũng biết. Anh cá trích đúng là nhà thông thái của các loài cá tôm nhỏ chúng ta. Anh hiểu nhiều biết rộng, thật đáng ngưỡng mộ. Ở vùng biển này của chúng ta thì anh là người hiểu biết nhất đấy. Không như tôi, ngoài chuyện ăn và ngủ ra thì chẳng biết được chuyện gì cả. Không có chi, chút kiến thức về môi trường sống thôi. Cũng là do thường ngày tôi hay đọc sách nên mới biết được những điều đó. Nếu mọi người chịu khó đọc sách thì cũng sẽ biết thôi. Thậm chí còn biết nhiều hơn cả tôi nữa ấy. Chỉ có điều không phải ai cũng kiên nhẫn ở yên một chỗ để đọc sách. Anh nói đúng lắm, tôi chẳng thể nào đọc sách được. Mỗi lần động đến sách chỉ được vài trang thôi là tôi đã buồn ngủ rồi. Phải đọc sách thì mới biết nhiều được. Mọi người không chịu đọc, bảo sao mà ngay cả những kiến thức cơ bản như dòng hải lưu cũng không biết. Mưa đã quá, không khí dễ chịu hơn hẳn. Bác sĩ cá Thủy Tiên ơi, bà mở cửa cho tôi đi. Cứu người như cứu lửa. Thằng bé Tôm nhà tôi sốt cao lắm, nó nguy mất. Anh Tôm, nhà bác sĩ cá Thủy Tiên đi du lịch ở vùng biển xa đã 2 ngày nay rồi. Ít nhất phải 1 tuần nữa mới về cơ. Thôi chết, Tôm con nhà tôi. Thế thì thằng bé nguy rồi. Nó đang sốt cao lắm, không được hạ sốt thì coi giật chết mất. Tình hình nghiêm trọng đến thế cơ à? Bình thường con tôi không hay ốm đâu, nhưng không hiểu sao cháu nó đột nhiên đổ bệnh, làm tôi lo lắng quá. Trời ơi, thế cháu bị lâu chưa? Từ tối hôm qua tự nhiên lăn ra ốm, thế rồi cứ sốt cao không giảm. Trẻ con mà sốt cao như thế là nguy hiểm lắm đấy ạ. Tôi cũng biết thế nên mới vội đi tìm nhà bác sĩ cá Thủy Tiên, nhưng nào ngờ giờ tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. Giờ còn một cách, anh Tôm đến nhà anh cá trích đi. Anh ấy thông hiểu nhiều thứ, đã giúp không ít loài cá tôm bé nhỏ chúng ta gỡ rối nhiều chuyện. Biết đâu sẽ có cách giúp cháu. Đúng rồi, giờ chỉ có cách cầu cứu anh ấy thôi. Để chúng tôi đi cùng với anh. Anh cá trích thông thái ơi, làm ơn giúp chúng tôi với. Các bạn có chuyện gì mà hốt hoảng thế? Anh cá trích ơi, thằng Út nhà chúng tôi hôm qua vẫn còn ăn ngủ bình thường, tự nhiên giờ sốt cao, đang ấm ớ mê sảng ở nhà. Mà nhà bác sĩ thầy thuốc cá Thủy Tiên lại đi du lịch vài ngày rồi. Anh đến xem cháu giúp chúng tôi với. Anh cá trích cố sức giúp nhà Tôm với. Ở đây chúng tôi cũng chỉ còn biết cậy nhờ anh, cứu mạng như cứu lửa. Mong anh giúp cho. Bây giờ tôi không biết phải trông chờ vào đâu nữa cả. Cả vùng này chỉ có anh là hiểu sâu biết rộng. Tôi chỉ có thể trông chờ vào anh được thôi. Được được, tôi sẽ sang ngay. Việc chữa bệnh cứu nguy thế này, lý nào tôi lại từ chối chứ. Anh dẫn tôi sang khám cho cháu nha. Ôi, cháu lạnh quá, lạnh quá. Trời ơi, khổ thân thằng bé Tôm quá. Trẻ con mà ốm nặng thế là nguy hiểm lắm đấy. Nhiều khi sốt cao co giật rồi ảnh hưởng tới cả sau này đấy. Cũng may là có anh cá trích ở đây, chắc là thằng bé sẽ sớm ổn thôi. Chịu khó một tí để chú thử cách này xem có hiệu quả không nha. Trời ơi, tuyệt quá, thằng bé đã tỉnh táo hơn rồi. Anh cá trích giỏi thật đấy. Mới một lát mà đã làm thằng bé khỏe hơn. Thật may là có anh đấy. Đỡ hơn rồi đấy. Cháu Tôm đây là bị trúng cảm gió do hôm qua biển động, thời tiết thay đổi. Chắc lại bãi đi chơi ở bãi san hô nước ngầm chứ gì. Dạ cháu. Sao cháu ấp úng thế? Chú nói đúng rồi phải không nào? Từ nay cháu nhớ nha, khi trời nắng nóng lâu ngày mà có mưa xuống thì tuyệt đối không được ra ngoài đi chơi lung tung. Thời tiết lúc đó tuy mát thật, nhưng do luồng khí nóng tích tụ lâu
đột nhiên gặp phải khí lạnh sẽ gây ra hiện tượng sốc nhiệt. Các loại cá lớn khi gặp phải thời tiết như vậy cũng sẽ thấy mệt mỏi, chứ đừng nói đến chú tôm nhỏ như cháu đâu. Trẻ con mà bị ốm là rất nguy hiểm, vì sức đề kháng của các cháu còn yếu, cháu nhớ nha. Dạ. May mà có anh cá trích, chứ nhà tôm chúng tôi đúng là chả biết về mấy món trúng phong trúng cảm cả. Tôm nhỏ, con còn không mau cảm ơn chú đi. Dạ, cháu cảm ơn chú cá trích ạ. Không cần thuốc thang gì cả đâu, cứ cho cháu nghỉ ngơi, tránh gió, ăn uống đồ nóng cho ấm bụng, hai hôm là tự khắc khỏi thôi. Anh cá trích đúng là hiểu rành biết mạch, vừa biết lý lẽ lại tinh thông mọi thứ, y học, chăm sóc sức khỏe, thời tiết, địa lý, cái gì cũng biết tuốt. Trong họ các loài tôm cá nhỏ chúng ta, anh đúng là thông thái nhất, luôn cho chúng tôi những lời khuyên hữu ích vào những trường hợp nguy cấp. Giúp mọi người cũng là sứ mệnh của tôi, tôi rất lấy làm vinh hạnh. Thôi, giờ tôi về đã nha, muộn rồi, chào các bạn. Nhất anh cá trích, vị cố tình của những loài cá nhỏ trên đại dương. Vùng biển của chúng ta cần có nhiều loài hiểu biết như vậy, thì những lúc khó khăn mới không phải lo lắng. Mấy nhà tôm cá cua ốc hến kia nói đúng lắm, mà vẫn chưa đủ. Mình phải là con vật thông thái của cả đại dương này. Chẳng riêng gì loài cá nhỏ, mình phải sừng bá cả thiên hạ. Mà muốn sớm nhất có thể sừng bá anh tài, mình phải khẳng định được vị thế của mình trước các loài cá lớn trên đại dương. Chúng thì chỉ được cái to xác thôi, chứ có khi cái đầu rỗng tuếch mình có thể dắt mũi hết. Ơ trời ơi, cái gì thế nhỉ? Lẽ nào hôm nay lại biển động nữa? Bên dải đá ngầm ngoài kia, bầy cá heo và cá voi đang cãi nhau kịch liệt. Nghe đâu vì xích mích cá nhân lấn chiếm địa bàn sinh sống hay sao ấy. Sợ là sẽ có một trận chiến lớn giữa hai loài ấy cho mà xem. Tất cả mau chạy trốn về hang mau lên. Một con cá voi vừa sững cột choảng vỡ cả tảng đá ngầm đấy. Chúng mà ẩu đả đánh nhau thật thì chúng ta ở gần đó cũng không tránh được đá rơi đất lở, mất mạng như chơi. Hay lắm cá heo cá voi, mấy con cá lớn nhất đại dương này đang ẩu đả, cơ hội cho ta là đây chứ đâu nữa. Phen này mình phải thể hiện uy lực và trí tuệ của mình cho toàn thể đại dương biết mới được. Cá trích ơi, thời vận tốt đẹp của mày đến rồi, đúng là cầu được ước thấy. À thế, hôm nay nhà cá voi sẽ sống mái với nhà cá heo. Vùng nước ngầm đó tổ tiên chúng tôi đã sinh sống bao đời nay rồi, nay các anh đã dám ngang nhiên chiếm dụng. Đừng có nói càng, vùng nước ngầm đó từ 4 đời trước đã thuộc về nhà cá heo chúng tôi rồi. Giờ không nói nhiều nữa, chiến đấu đi. Họ nào thắng thì vùng nước ngầm đó thuộc về nhà người đó. Chiến đấu thì chiến đấu, chả nhẽ cá voi lại sợ cá heo sao? Những kẻ ngang ngược lại dám lộng hành, đừng hòng chiếm được vùng nước này của chúng ta nha. Nếu họ cá voi không hiểu sự thì không bao giờ họ cá heo chúng ta phải ra tay đâu. Chúng ta ở đây bao lâu rồi mà nay loài cá voi lại dám đến nhận địa bàn? Chính loài cá heo đã chiếm lấy vùng nước của tổ tiên ta trước, giờ lại định đổi trắng thay đen à? Đừng có nhiều lời, xem họ cá heo chúng ta tấn công đây. Chiến đấu! Với sự uyên bác đã được đồng loại chứng nhận thì mình tự tin rằng có thể ngăn được cuộc chiến này. Các anh bạn cá heo, cá voi ơi, hãy dừng lại đi, đừng ẩu đả cãi vã nữa. Ơ kìa, cá trích tí hơn làm gì vậy? Anh ta không sợ chết hay sao mà lao vào đám ẩu đả đó? Kìa anh cá trích, dừng lại đi, đừng lao vào đó. Đúng là đám rỗng tuếch chẳng biết gì. Thông minh như cá trích ta đây, cần gì phải sợ. Các bạn của tôi ơi, hãy nghe tôi, chuyện gì cũng có thể giải quyết nếu các bạn bắt tay làm bạn với nhau. Hãy để chúng ta yên, chúng ta thà chết hết trong lúc chiến đấu còn hơn lạc hòa giải nhờ một con cá trích khốn khổ như ngươi. Đau quá, đau quá, tôi chết mất, chết mất. Khổ anh cá trích quá, sao lại lao đầu vào đám ẩu đả của mấy con cá khổng lồ đó để mà thương tích u đầu mẻ trán cơ chứ? Chúng ta chỉ là những loài tôm cá nhỏ, tránh còn không kịp mà sao anh ấy lại xông vào giữa bọn chúng như thế? Chẳng phải là mạo hiểm sao? Ấy,
nằm yên, đừng có cựa mình. Chấn thương lần này của cậu vô cùng nghiêm trọng, chí ít cũng phải nằm bất động trong ổ 3 năm nếu không muốn tàn phế. Ở đời, cần biết người biết ta. Khi những người khổng lồ đánh nhau thì không có chỗ cho những kẻ nhỏ bé. Câu nói thức tỉnh. Chúc mừng Đào nhé, mới được nhận vào làm mà đã giúp sếp gặp được đối tác bên châu thổ rồi. Đúng đây, bên đó rất khó tính, đã nhiều người liên hệ với họ mà có được đâu. Dạ, em cũng chỉ cố gắng hết sức để làm tròn nhiệm vụ thư ký của mình thôi. Em còn yếu kém nhiều, mong anh chị chỉ bảo thêm cho em. Vừa khiêm tốn, vừa giỏi giang khéo léo, anh thích em rồi đấy. Cái cậu này, có vợ rồi thì để người khác đi. Cậu mà nói thế, có tin tôi ghi âm hoặc quay hình gửi cho vợ cậu không hả? Em đùa đấy. Anh mà quay thật, có khi Vàng Thiên Lý ở nhà em lại đổ sập tanh bành bây giờ. Đây là hợp đồng em đã soạn thảo sáng nay. Chiều anh có hẹn với giám đốc bên gốm châu thổ để bàn về hợp đồng. Anh đọc qua đi nhé. Được rồi, cứ để đấy anh xem. Em cũng mới vào làm thôi mà làm rất tốt. Anh rất tin tưởng ở em. À, mà pha cho anh cốc cà phê nhé. Cà phê em pha anh mới thấy ngon và hợp khẩu vị thôi. Dạ vâng ạ, anh chờ em một chút xíu. Em sẽ chuẩn bị sẵn cà phê cho anh ngay thôi. Cà phê của anh đây ạ. Anh cẩn thận kẻo nóng nhé. Ừ, anh cảm ơn. Dạ, em xin phép đi làm việc ạ. Chà, một cô gái trẻ vừa xinh đẹp lại giỏi giang, đoan trang và rất trong sáng. Cô ấy không giống như những cô gái trẻ khác mà mình từng gặp. Cảm ơn anh đã ký kết hợp đồng với chúng tôi. Công ty tôi sẽ cố gắng hết sức và không làm bên anh phải thất vọng đâu. Hy vọng là như vậy mà anh có cô thư ký được việc đấy. Chính nhờ cô ấy tôi mới có thêm lòng tin vào công ty anh. Anh phải thưởng đậm cho cô ấy đấy nha. Nhất định rồi, cô ấy là thư ký đắc lực của tôi. Một vị trí không thể thiếu mà không hẳn ai cũng có thể phù hợp hơn cô ấy được. Ôi, em say rồi thì phải. Sao em lại nhìn thấy có hai giám đốc ở đây nhỉ? Lạ thật đấy nha. Có vẻ cô ấy say rồi đấy. Anh đưa cô ấy về đi. Có lẽ tôi nên đưa cô ấy về trước. Tôi sẽ gọi cho anh sau nhé. Được rồi, anh cứ đi đi. Trời, cô ấy thật đẹp và quyến rũ. Và cô ấy còn rất trẻ nữa. Trời, đã gần 10 giờ đêm, đã muộn thế này rồi ư? Anh, đừng về. Đêm nay anh ở lại với em có được không? Anh Long, em yêu anh nhiều lắm. Anh không cảm nhận được tình yêu của em ư? Hãy ở lại đây với em, đừng về. Anh sao thế? Anh Long, anh không thích hôn em sao? Anh... Chẳng lẽ em không đẹp hơn vợ anh hay sao? Phải, em đẹp hơn vợ anh. Nhưng nhân cách của em không đẹp như cô ấy. Anh cứ nghĩ rằng em là một cô gái trong sáng, thánh thiện. Nhưng có lẽ anh đã lầm. Em cũng có những toan tính của riêng mình để tiếp cận anh. Em nói đúng, vợ anh không đẹp bằng em. Nhưng vợ anh, cô ấy đã ở bên anh từ khi anh chỉ có hai bàn tay trắng. Cô ấy đã bươn chải mọi công việc để kiếm tiền, rồi chăm sóc hai đứa con cho anh. Với anh, cô ấy luôn luôn là người phụ nữ đẹp nhất. Anh Long, anh Long.
tì rồi à? Anh xin lỗi, hôm nay ký được hợp đồng, anh cho nhân viên đi ăn nên về hơi muộn. Em gọi cho anh mãi không được, làm em lo lắng quá. Bọn trẻ thì cứ nhắc anh suốt, chúng đòi được ba dẫn đi chơi, được đi ăn gà rán với ba. Anh xin lỗi. Ngày mai anh sẽ nghỉ 1-2 ngày, tranh thủ đưa em và con đi chơi xa một chuyến nha. Anh nói thật chứ ạ? À? Bọn trẻ nghe tin này chắc vui lắm đây. Anh xin lỗi vợ. Thật may mắn là anh vẫn chưa làm điều gì có lỗi với em, và đã biết dừng chân đúng lúc để bảo vệ sự yên bình và trân quý hiện tại này. Sau này anh sẽ cẩn thận hơn, và sẽ không bao giờ phản bội hay làm em phải buồn. Bài học cho gà nhép. Dậy đi gà nhép ơi, dậy đi học nào. Vẫn còn sớm mà mẹ, con muốn ngủ thêm cơ. Đã đến giờ đến trường rồi, ngày nào con cũng dậy muộn như thế thì làm sao đi học theo kịp các bạn được. Học học học, suốt ngày học, học có gì thú vị chứ. Con thích ngủ, thích chơi cơ. Tuổi con là tuổi ăn mau chóng lớn mà mẹ. Mẹ cho con ngủ đi. Con mau dậy đi, bữa sáng mẹ đã làm để sẵn bên ngoài rồi. Mau ra ăn đi, còn đi học. Mẹ còn ra đồn làm việc nữa, không có thời gian ngồi đây gọi con mãi được đâu. Con biết rồi, con dậy đây. Đi học chăm chỉ con nhé. Con biết rồi mà. Thằng bé này, từ ngày đi học đến giờ cũng đã được 1 tháng rồi, mà ngày nào cũng đến lớp muộn, chẳng biết có học hành được chữ nào không nữa. Trời vui thế này thì cần gì phải đi học chứ. Ước gì mình không phải đi học, chứ cứ đến lớp là mình lại buồn ngủ, chán chết đi được. Hôm nay mình quyết định không đến lớp, để đi chơi cho bỏ. Mình vẫn chơi chưa đủ cơ mà. Ôi, cái gì thế? Hả? Đã đến buổi trưa rồi sao? Mới ngủ được có 1 tí thôi mà. Chà, cũng đã đến giờ cơm rồi. Bảo sao bụng mình cứ đéo lên từng hồi. Về nhà ăn cơm thôi. La 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 la, hôm nay đúng là một ngày vui. La 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 la. Tờ giấy, ai lại nhét vào khe cửa thế này? Chữ gì thế này, mình chẳng hiểu gì cả. Thôi kệ, chắc ai đó nghịch ngợm nhét vô cửa nhà mình đây mà. Quan tâm làm gì cho mệt đầu, lát mẹ về xử lý thôi. Mẹ ơi, con đói quá, đã có cơm chưa mẹ? Quái, hình như không có ai ở nhà. Mẹ đi làm chưa về sao? Bình thường giờ này mẹ đã về nhà và chuẩn bị cơm nước đầy đủ cho mình rồi cơ mà. Sao hôm nay lại... Thôi kệ, chắc mẹ bận việc gì đó nên về trễ một chút. Tranh thủ mình đi ngủ một giấc cho quên cơn đó vậy. Chắc lát nữa mẹ về thôi. Thôi chết, mình ngủ quên mất. Hình như trời đã tối rồi. Chắc giờ này mẹ đã về rồi. Sao mẹ không gọi mình nhỉ? Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Sao giờ này mà mẹ vẫn chưa về nhỉ? Chưa bao giờ mẹ đi đâu lâu thế này mà không nói cho mình biết. Hay là có chuyện gì xảy ra với mẹ rồi? Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ ơi, đừng bỏ con ở nhà một mình, con sợ lắm. Mẹ đi đâu được rồi chứ? Mẹ ơi, sao mẹ không báo tin về cho con? Đúng rồi, tờ giấy đó, trên đó có ghi mấy chữ.
nhưng mình đọc không hiểu gì. Có khi đấy chính là lời nhắn của mẹ mình thì sao? Thôi chết rồi, mình cầm tờ giấy là ném đi luôn. Không biết tờ giấy còn ở đây không nữa, mong là nó không bị bay mất. Đây rồi, mừng quá. Nhưng mà mình cũng có đọc được chữ đâu. Mình phải mang sang hỏi bác gà trống xem trong này viết cái gì mới được. Cô gà mái mơ ơi. Ôi, gà nhép đấy à, sao bây giờ cháu mới tới? Mẹ cháu đang ở trong này này, cháu vào đi. Mẹ, thì ra là mẹ ở đây, thế mà con tìm mẹ mãi. Con sợ lắm, mẹ bị làm sao thế này? Sáng nay mẹ ra đồn làm việc, nhưng chẳng may bị trúng gió nên cảm nặng. Cũng may bác Vịt nhìn thấy nên đưa mẹ vào nhà cô Mái Mơ ở gần đây để cô chăm sóc mẹ. Vậy mà con lại không biết, con tưởng mẹ đi đâu chứ. Giờ mẹ đỡ hơn chưa ạ? Mẹ đỡ hơn nhiều rồi, cũng may có cô Mái Mơ. Cảm ơn cô nhiều lắm. Ơn huệ gì chị ơi, hoạn nạn giúp đỡ nhau là chuyện nên làm thôi. Mà gà nhép này, cô đã nhờ gà cồ đến báo tin cho cháu rồi mà. Bạn ấy bảo không thấy cháu ở nhà nên đã viết thư để lại. Cháu không nhận được hay sao mà vẫn đi tìm mẹ? Dạ, cháu có nhận được thư của gà cồ. Nhưng... Nhưng sao? Nhưng cháu không hiểu trong thư viết gì nên đã ném bỏ đi. Cũng may buổi tối cháu nhớ đến tờ giấy đó và nhặt lên, rồi mang sang nhà bác gà trống nhờ đọc hộ nên mới biết. Sao cơ? Cháu đã đi học rồi mà, sao lại không biết chữ ư? Trên đấy toàn những chữ đơn giản thôi. Cháu Con đã thấy tác hại của việc lười học của mình chưa? Nếu như con chăm chỉ biết đọc chữ thì đã biết ngay mẹ ở đâu rồi, chứ không phải chờ đến tận tối muộn thế này mới sang tìm mẹ. Con xin lỗi mẹ. Qua việc lần này, con biết con sai rồi ạ. Từ giờ con sẽ chăm chỉ học hành, sẽ không lười biếng nữa đâu ạ. Cháu biết thế là tốt rồi. Thôi, đêm nay hai mẹ con cứ ở lại đây ngủ. Ngày mai mẹ cháu khỏe hẳn rồi hãy về. Dạ, cháu cảm ơn cô ạ. Mà chắc là cháu chưa ăn gì đúng không? Ra đây cô lấy cơm cho mà ăn. Dạ, cô đúng là tuyệt vời ạ. Cháu đói sắp ngất đến nơi rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.